Đấy, nếu mà các bạn cài đặt đúng thì nó sẽ hiện lên hết các cái menu ở trên này. Đấy, các cái menu các kiểu ở trên này. Đấy, như này là gọi là cài đặt đúng nhá. Thì bây giờ chúng ta Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt cái phần mềm SPSS 25. Và trước khi vào bài học, hãy nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người có thể biết cách làm như thế này. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một. Nếu mà bạn mà chưa từng cài cái phần mềm SPSS bao giờ thì bạn có thể bỏ qua cái bước này. Bước đầu tiên đó là mình kiểm tra xem là mình có cái phần mềm SPSS cũ nào không. Nếu mà có các phần mềm SPSS cũ thì mình có thể gỡ nó đi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn kiểm tra nhé. Và sau khi xong cái bước này thì sang đến bước thứ hai là chúng ta sẽ cài đặt. Và bạn nhớ rằng là nếu mà bạn chưa từng cài đặt SPSS bao giờ thì bạn có thể bỏ qua bước này. Thế còn nếu bạn đã từng cài rồi đấy, thì chúng ta sẽ check ở trên cái máy tính của chúng ta bằng cách là chúng ta vào cái phần search này nhé. Sau đó chúng ta đánh cái chữ là control nhé. Control. Đấy, đánh chữ control một cái thì nó sẽ hiện lên cái là control panel đây này. Đấy, nó sẽ hiện ra như này nhé. Đấy, tôi để cái từ khóa trên màn hình nhá. Và các bạn nhớ là gì? Là chúng ta đánh chữ control vào chỗ này. Đấy, ở phía dưới này. Đấy, tôi khoanh đỏ này. Đấy, thì lúc này nó sẽ hiện lên cái chữ control panel ở trên này. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ hiện lên trên này và chúng ta sẽ kích vào đây một cái. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiện ra một cái ô như thế này. Và trong này nó có một cái chỗ nó gọi là program uninstall a program. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái chỗ này nhé. Chúng ta sẽ kích vào đây và lúc này thì chúng ta đã có thể vào được toàn bộ các cái phần mềm cài đặt ở trên máy tính của chúng ta. Và chúng ta sẽ tìm ở trên này. Đấy, tìm ở trên này nếu mà nhìn thấy có cái phần mềm SPSS phiên bản cũ hơn thì mình có thể xóa nó đi. Thế thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt cái phần mềm SPSS 25 nhé. 25 hoặc là 26 thì cài tương tự nhau thôi. Đấy thì giả sử như ở đây tôi thấy có cái phần mềm cũ. Đây ở đây tôi thậm chí là đây tôi có SPSS 25, tôi có thể xóa đi nữa nhé. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa đi và sau đó thì chúng ta xóa sạch xong thì chúng ta cài đặt lại. Thế một số bạn thậm chí có cả cài những cái phiên bản SPSS cũ hơn 16, 17, 20 gì đó chẳng hạn thì nên nên xóa đi. Sau đó thì chúng ta cài SPSS 25 và SPSS 25 thì nó sẽ hiện đại hơn và nó chạy nó sẽ ổn định hơn. Đấy, nó có nhiều thêm nhiều tính năng. Thế thì mình kích vào đây nhá. Mình lựa chọn nó nhá. Đấy, kích vào đây này. Đấy, mình lựa chọn cái SPSS 25. Sau đó thì các bạn sẽ kích vào uninstall nhé. Đấy, kích vào uninstall. Đấy, và nó sẽ hỏi là các bạn có muốn xóa cái FPS này đi hay không. Đấy, mình sẽ kích yes một cái này. Đấy. Thế lúc này nó sẽ tự động nó chạy một lúc và sau đó thì nó sẽ xóa cái phần mềm SPSS ở trên máy tính của chúng ta. Đấy, thế thì cái phần mềm nó sẽ được gỡ ra tùy theo cái tốc độ máy tính của các bạn. Đấy, nó có thể nhanh hoặc là chậm, đâu đó nó mất khoảng từ 1 2 phút cho đến khoảng 5 6 phút gì đấy, khoảng khoảng như vậy. Thế sau khi nó gỡ xong thì là chúng ta đã thấy là nó đã không còn nữa. Thế thì để cho nó chắc chắn ổn định thì các bạn nên khởi động lại máy nhá. Chúng ta tắt đi, chúng ta khởi động lại máy và sau đó thì chúng ta mới tiếp tục cái bước thứ hai đó là cài đặt. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ khởi động lại máy đã nhá. Và sau khi mà các bạn gỡ cài đặt xong nhá thì các bạn nhớ restart lại máy nhá, tức là khởi động lại máy ấy. Nói nôm na chúng ta khởi động lại máy. Thì chúng ta chỉ cần kích vào cái nút start này thôi này. Sau đó thì chúng ta sẽ kích vào cái chỗ này này. Đấy, và nó sẽ có cái nút restart để chúng ta kích vào đây một cái thì nó sẽ khởi động lại máy. Đấy, khởi động lại máy. Rồi như vậy là tôi đã khởi động lại máy nhá. Và sau khi mà chúng ta khởi động lại máy nhá và chúng ta sẽ bắt đầu cái việc là cài đặt. Thế thì muốn cài đặt thì chúng ta sẽ cần phải có cái phần mềm SPSS nó được tải về máy của chúng ta đã. Và thường thì khi mà bạn tải từ trên mạng về thì cái phần mềm SPSS đấy nó sẽ nằm vào trong cái thư mục gọi là thư mục download. Đấy, và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước một nhé để cho bạn dễ làm này. Thế thì để mà có thể vào được trong cái thư mục mà download đấy thì thường chúng ta sẽ vào cái gọi là My Computer hoặc là Zip PC ở trên máy tính của tôi nó là Zip PC. Đấy, bạn nhìn thấy này. Để chúng ta kích vào đây nhé. Đấy, kích vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ mở ra được cái gọi là phần gọi là quản lý các cái ổ đĩa ở trên máy tính của mình. Đấy, chúng ta hiểu nôm na như vậy. Và chúng ta nhìn thấy ở phía trên này này. Phía trên này này, nó có một cái
chỗ nó có tên là download. Thường các máy tính của bạn kiểu gì cũng thế thôi, nó giống nhau thôi mà, nó có chữ download này này. Đấy thì các bạn sẽ kích vào cái chữ download này một cái này đấy, và ở đây là những cái thứ mà tôi download từ trên mạng về, nó có rất là nhiều thứ. Thế các bạn cần phải tìm 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 ở trong này xem nó là chỗ nào. Cái giả sử như là ở đây chẳng hạn thì tôi đã tải về ở đây rồi đấy, các bạn nhìn thấy nhá. Thế thì bạn cần phải copy cái này vào trong một cái thư mục nào đó ở trên máy tính của mình, sau đó các bạn dạn nén nó ra, và dạn nén xong thì lúc đấy chúng ta mới cài nhé. Chứ còn chúng ta nháy kép vào đây sau đó chúng ta cài thì nó vẫn cài ở trên cái hệ thống mà phần nén thôi. Thế về sau nó sẽ có thể nó sẽ có những cái lỗi đấy, thì chúng ta sẽ phải chuột vào đây nhé, phải chuột này. Sau đó thì các bạn copy nhé, đấy, có cái phần copy này, kích vào đây copy nhé. Đấy, sau đó thì các bạn sang ổ D nhé. Mà thường thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là để các cái phần cài đặt ở trên ổ D, và để mình có thể cài đặt từ ổ D, các bạn có thể tạo ra một cái thư mục có tên là cài đặt nhé. Đấy thì các bạn vào đây này, chỗ trắng trắng này, các bạn phải chuột một cái nhé. Sau đó nó sẽ có là new này, có chữ new đúng không? Đấy, sau đó chúng ta kích vào cái folder này. Đấy, kích vào folder một cái này. Đấy, tôi làm rất là chậm nhé. Phải chuột này. Đấy, có chữ new này. Xong nó có chữ folder này. Đấy. Đấy. New nhá. Sau đó folder này. Đấy. Chúng ta kích vào folder một cái thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái folder. Đấy, chúng ta kích vào folder nhá. Đấy. Nó sẽ tạo ra một cái folder ở đây và chúng ta sẽ đặt tên. Giả sử như là tôi đặt tên là 8 này. Xong tôi thêm chữ cài đặt này. Các bạn có thể đặt tên là bất kỳ cái gì cũng được nhé. Sau đó các bạn kích ra phía bên ngoài. Thế thì lúc này là chúng ta đã tạo ra được một cái folder rồi. Và lúc nãy thì chúng ta vừa mới copy rồi, thì bây giờ chúng ta paste nó vào đây thôi. Chúng ta phải chuột vào đây này. Đấy, sau đó nó có cái biểu tượng paste ở trên này này. Đấy, paste ở phía trên này nhé. Đấy, biểu tượng paste ở đây này. Các bạn kích paste một cái. Paste một cái. Đấy, kích vào đây một cái. Đấy thì lập tức là nó đã paste cái file mà FPSS cài đặt vào đây rồi, đúng không? Và chúng ta nhìn thấy này, thường là chúng ta tải về nó là ở cái dạng là file nén. Nó có cái đuôi là zip hoặc là ra hoặc là ra gì đấy chẳng hạn. Đấy, và nó có cái hình dạng kiểu kiểu như này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó có hình dạng kiểu kiểu như này. Đấy. Chứng tỏ là gì? Là nó đang ở dạng nén. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta cần phải giãn nén nhé. Thì giãn nén thì các bạn sẽ phải chuột này. Phải chuột nhé. Sau đó thì thường là trên máy tính của các bạn ấy, nó sẽ có cái phần mềm WinRAR. Thế nếu mà các bạn không có phần mềm WinRAR thì lên trên kênh YouTube ấy, đánh chữ là phần mềm WinRAR, đánh đúng chữ WinRAR này xong thêm chữ Vũ Duy Kiên vào thì có thể tìm thấy cái video tôi hướng dẫn là sử dụng cái WinRAR. Đấy, thế còn nếu mà máy của bạn có WinRAR này là ok rồi. Tức là chúng ta đã cài đặt cái phần mềm để giãn nén rồi. Đấy, thì chúng ta sẽ phải chuột nhé, chúng ta đưa con trỏ chuột xuống chữ WinRAR này. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó có chữ là Extract to IBM. Đấy, tức là mình sẽ giãn nén cái phần mềm SPSS này ra cái folder này. Thế thì các bạn kích vào đây một cái. Kích vào đây một cái. Đấy, thế thì lúc này nó tự động nó chạy nhé, nó giãn nén nhé. Đấy, các bạn chờ một lúc thôi, mấy giây thôi là chúng ta đã giãn nén ra một cái folder mới. Chúng ta nhìn thấy ở đây nó có hai cái. Đấy, một cái đây là cái file nén này, cái này là file nén này. Thế còn cái này chính là cái nó vừa giãn nén ra. Đấy, chúng ta hiểu nôm na là như vậy nhá. Rồi, thế bây giờ chúng ta nháy kép vào đây. Đấy, sau đó nháy kép tiếp vào đây. Đấy. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy cái bộ cài đặt của nó ở đây. Thế thì chúng ta sẽ chỉ đơn giản chúng ta sẽ kích vào setup exe, kích vào đây một cái để chúng ta cài đặt nhé. Rồi đấy là cái bước thứ nhất của cái quá trình cài đặt. Đấy. Bước thứ hai là chúng ta cần phải copy file. Để copy file thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn sau. Thì chúng ta nháy kép vào đây nhé. Đấy, nó sẽ hiện ra như thế này nhé. Tùy máy của bạn nó chạy nhanh chạy chậm. Đấy, thì chúng ta sẽ kích next này, đơn giản cứ next thôi. Đến chỗ này nó hỏi là có đồng ý hay không thì các bạn sẽ cần phải kích vào accept nhé, đồng ý này. Ở đây nó có cái chữ đồng ý này. Đấy. Kích vào đây nhé. Đấy, chúng ta phải đồng ý nhé, kích vào đồng ý. Sau đó chúng ta next thôi. Đấy. Đến đây thì nó hỏi là có cài đặt thêm cái Python này không. Thế thường thì nếu chúng ta cài đặt vào thì nó sẽ nặng máy. Đấy, các bạn để yết cũng được, còn không thì đối với tôi ấy, thì tôi sẽ kích là no nhé, kích vào no. No để cho nó đỡ nặng máy, bởi vì mình không, cái này nó liên quan đến lập trình, lập trước các thứ nữa mà chúng ta có lập trình đâu, đúng không? Chúng ta kích no nhé. Tiếp tục next này. Đấy. Và lúc này là nó nói là nó sẽ cài đặt
cái phần mềm SPSS 25 này vào trong cái thư mục ở trên ổ C này nhé. Program File IBM SPSS và Statistics trong 25 nhé. Các bạn nhớ cái đường link này nhé, nhớ cái đường link này. Đấy. Sau đó chúng ta kích Next nha. Đấy. Xong rồi Install nha. Đấy. Như vậy là chúng ta đã bắt đầu cái quá trình cài đặt và máy tính nó sẽ chạy thôi, thường nó sẽ mất khoảng vài phút. Đấy. Sau đó thì nó cài xong, thì chúng ta làm thêm cái bước nữa để chúng ta kích hoạt được cái SPSS này là ok. Rồi khi mà bạn cài đến đây nhá thì nó sẽ có cái phần là finish, nếu mà bạn kích vào finish luôn thì nó sẽ tự động nó sẽ chạy cái phần mềm SPSS này lên và nó hỏi các bạn là các bạn cần phải đưa cái gì nhỉ? Đưa cái mã bản quyền vào, mã license vào. Thế thì nếu mà bạn không có mã license đấy thì bật lên thì nó cũng không chạy được đâu. Thế bây giờ tôi sẽ test thử nhá. Thường thì đến chỗ này nhá thì các bạn sẽ tắt cái này đi và sau đó kích finish. Thế còn nếu mà các bạn cứ để nguyên như này, các bạn kích finish giống như tôi cũng được. Sau đó thì chúng ta tắt đi. Để tôi làm nhé, kích finish này. Đấy. Thế thì lúc này nó sẽ mở ra một cái bảng như này, này. Nó hỏi là có license các thứ hay không. Đấy, nên mình kích next này. Đấy thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta nhập cái code vào đây. Thế thì bạn nào mà có điều kiện thì có thể mua cái code và sau đó thì nhập vào đây. Hoặc là các bạn nào mà học ở các cái trường đại học ấy, họ có code thì các bạn nhập vào đây thì là ok. Thế còn nếu mà bạn nào mà không có thì bây giờ chúng ta tắt đi đấy nhá. Chúng ta tắt toàn bộ này đi này. Đấy, tắt toàn bộ đi. Đấy. Và đến cái lúc này thì các bạn sẽ cần phải làm cái thao tác là copy file nhá. Đấy, copy file. Thế còn nếu mà giả sử như bạn nào mà muốn cố tình chạy ấy thì các bạn đánh chữ IBM này. IBM này. Đấy, nó sẽ có cái biểu tượng là SPSS ở đây, chúng ta chạy nhá. Chạy thì nó không ra cái gì đâu. Đấy, chạy thì nó vẫn. Đấy, nếu mà giả sử như bạn chưa kích hoạt cái phần mềm SPSS này thì khi chúng ta chạy lên thì nó sẽ báo cái lỗi như này. Đấy, rất nhiều bạn chạy đến chỗ này và nó có cái lỗi như này thì các bạn hỏi là không hiểu là vì sao, thì cái lý do sâu xa đó là gì, bạn chưa kích hoạt cái phần mềm này thôi. Và muốn kích hoạt nó thì nếu mà chúng ta làm đúng ấy là chúng ta sẽ cần phải có cái số license, tức là cái mã số của cái phần mềm này. Đấy, chúng ta kích vào đây nhá. Đấy, thế còn nếu chúng ta muốn kích hoạt theo cách mà copy file đấy thì chúng ta sẽ, đây tôi đóng cái này lại nhé. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là gì, đóng lại cái thì nó sẽ biến mất. Và sau đó thì chúng ta nhìn thấy là ở trên cái phần mềm SPSS nó không có các cái menu ở trên này nó chạy. Đấy, nó không có gì cả. Đấy, đơn giản nó chỉ có này thôi. Đấy, như này thì là không đúng nhá. Bây giờ chúng ta tắt đi này, đóng lại này. Đấy, nó hỏi là có đóng hay không, mình kích yes này. Đấy, đóng lại nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm cái thao tác là copy file. Đấy, mà muốn làm cái thao tác copy file thì tôi đã có một cái video hướng dẫn về cái việc đấy rồi. Đấy thì bởi vì nó liên quan đến lý do bản quyền mà nên là tôi sẽ không hướng dẫn các bạn cụ thể hơn ở đây. Mà chúng ta chỉ hiểu nôm na là gì, trong cái folder nó có cái folder copy file này này. Đấy, nó có file giống như file như thế này. Đấy, nó có file giống như thế này. Đấy. Thế nhiệm vụ của các bạn đó là gì? Các bạn sẽ cần phải copy cái file này. Sau đó các bạn dán vào trong cái thư mục nó có tên là program file này. Sau đó chúng ta vào cái IBM này. Sau đó vào SPSS này. Xong rồi Statistics này. Sau đó 25 này, đấy chúng ta vào đúng cái chỗ này và chúng ta dán vào trong cái khu vực này, như vậy là ok nhá. Như vậy là ok. Rồi nhớ xem cái video mà hướng dẫn cách copy file nhá. Đấy, thì tôi không hướng dẫn ở đây. Rồi thế giả sử như là bạn đã làm đúng rồi nhá. Làm đúng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cần chạy cái phần mềm SPSS này để kiểm tra lại xem nó đã làm đúng chưa. Đấy, nó đã chạy được chưa thì chúng ta sẽ làm như sau nhá. Chúng ta vào trong cái ô là search này nhá. Chúng ta chỉ cần đánh chữ IBM thôi, IBM thôi. Đấy, hoặc là đánh chữ SPSS cũng được thì nó sẽ hiện ra cái biểu tượng là IBM SPSS 25 này này. Đấy. Thế thì chúng ta kích vào đây là nó có thể nó tự động nó chạy thôi. Đấy, kích vào đây một cái này. Đấy, nó tự động nó sẽ chạy. Đấy, nếu mà các bạn cài đặt đúng thì nó sẽ hiện lên hết các cái menu ở trên này. Đấy, các cái menu các kiểu ở trên này. Đấy, như này là gọi là cài đặt đúng nhá. Và lúc này thì các bạn có thể mở các cái file ra để tiến hành cái quá trình phân tích. Thế thì trong cái quá trình phân tích của chúng ta thì hầu hết chúng ta sẽ kích vào cái phần Analyze này thôi, các cái lệnh nó nằm ở trong này. Thì tôi đã có một số các cái loạt các cái video mà hướng dẫn về sử dụng SPSS rồi đấy, thì các bạn có thể xem thêm ở trong đó. Đấy. Và bây giờ tôi sẽ đóng cái này lại nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ dạy các bạn một cái kỹ năng nữa nhé. Bây giờ nếu mà chúng ta tắt đi này và chúng ta sẽ không nhìn thấy một cái biểu tượng SPSS nào cả. Nếu mà giả sử như các bạn muốn chạy chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ cần phải có một cái đường dẫn tắt để mình có thể
kích vào đấy để mình có thể chạy được FPS. Thế thì chúng ta có thể đưa lên trên cái màn hình desktop của chúng ta, hoặc là chúng ta cũng có thể gắn vào phía dưới này, tức là gắn vào trong cái thanh thanh menu ở dưới này. Đấy thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cả hai nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ gắn xuống phía dưới này. Đấy. Bằng cách là chúng ta sẽ vào đây, kích vào đây nhé. Chúng ta đánh chữ IBM hoặc là đánh chữ SPSS cũng được. Đấy, cái nào cũng được, SPSS hoặc là IBM. Thì nó sẽ hiện ra cái phần mềm của chúng ta ở đây nhé. IBM, SPSS. Đấy. Chúng ta sẽ phải chuột vào đây một cái nhé. Và chúng ta sẽ nhìn thấy nó có chữ là pin pin to task 3, pin to task 3. Thì đấy chính là khi chúng ta kích vào đây một cái thì nó sẽ hiện xuống phía dưới đây nhé. Đấy, pin to task 3 này. Đấy. Chính là cái này nhé. Chúng ta phải chuột nhé. Đấy, phải chuột. Đấy, kích vào đây một cái thì nó sẽ hiện xuống phía dưới này. Đấy, kích vào đây nhá. Đấy. Thì có phải lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có cái biểu tượng ở phía dưới này không? Đấy, có cái biểu tượng ở phía dưới này nhé. Đấy. Và lúc này chúng ta chỉ cần kích vào đây là chúng ta đã có thể khởi động được FPS. Rồi, đấy là cái kỹ năng thứ nhất, tức là chúng ta có thể đưa cái biểu tượng xuống cái thanh task bar ở phía dưới. Cái thứ hai là chúng ta có thể kích vào đây, tiếp tục này, FPSS này. Đấy, chúng ta tiếp tục nó hiện ra cái biểu tượng FPS này nhá. Chúng ta phải chuột một cái này. Đấy. Và sau đó chúng ta kích vào là Open File Location nhá. Đấy, kích vào cái chỗ này nhá. Đấy, Open File Location. Open File Location. Thế thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái, thế thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đấy. Một cái folder như này, và trong này nó có cái chữ là đấy, có cái IBM này, IBM SPS 25 này. Thế thì đơn giản bây giờ các bạn chỉ cần phải chuột vào đây. Sau đó các bạn copy nhá. Phải chuột xong rồi copy, copy cái này. Sau đó đưa con trỏ chuột ra phía bên ngoài này, sau đó paste vào một cái. Đấy, thế thì lúc này chúng ta đã có cái biểu tượng ở đây. Đây chính là cái shortcut, tức là cái đường dẫn tắt. Đấy. Đường dẫn tắt để chúng ta có thể khởi động được FPS một cách nhanh chóng. Đấy. Chúng ta có thể kích vào đây nhé, nháy kép một cái. Đấy. Là lúc này là nó đã chạy cái phần mềm FPS cho chúng ta. Rồi, hy vọng là cho đến đây thì bạn đã có thể biết cách cài đặt cái phần mềm FPS và có thể dễ dàng sử dụng được cái phần mềm này. Tôi sẽ dừng cái video này ở đây. Hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube nhé. Nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người có thể biết cách làm. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video tiếp theo. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.